Xem phim cổ trang Trung Quốc và Hàn Quốc thì các bạn cũng thấy qua hoàng cung rồi. Ở Huế cũng có một hoàng cung dành cho vua chúa thời xưa lộng lẫy không kém đó nha. Có gì này cả lầy tờ, hí hí nhau nhau thanh tơ. Kinh thành Huế còn gọi là Thuận Hóa Kinh Thành, Xuân Hoa Kinh Thành, Xuân Hoa Kinh Thành, và có thể gọi là Đại Nội, Ta Nây, Tài Nội. Chính là nơi sinh hoạt và diễn ra các hoạt động của vua chúa Nguyễn cùng triều đình thời phong kiến cuối cùng của nước ta. Hiện nay Kinh thành Huế còn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vào năm 1803, thời kỳ vua Gia Long lên ngôi, ông nhận thấy vùng đất này ở Huế là chốn thanh bình, phong cảnh lại thơ mộng trữ tình bên dòng sông Hương. Từ đó ông chọn vùng đất này là vùng đất làm cố đô của triều đình nhà Nguyễn. Sau 30 năm xây dựng với rất nhiều công sức lớn lao thì kinh thành mới chính thức được hoàn thành trọn vẹn. Mới bước vào các bạn sẽ nhìn thấy cổng ngọ môn là cửa chính của hoàng thành Huế. Cổng ngọ môn gồm có 5 cửa, cửa chính ở giữa là dành cho vua đi, hai cổng bên dành cho quan văn quan võ, và hai cổng phía bên ngoài nữa là dành cho binh lính và voi ngựa. Bước qua cổng ngọ môn thì các bạn sẽ thấy ngay điện Thái Hòa, từng là nơi diễn ra các buổi tiết triều quan trọng của triều đình. Các bạn thông cảm, do xa nhà quá nhiều ngày nên bị nhớ bé Há Cảo ở nhà. Đại Nội Huế có hai khu vực chính là Hoàng Thành và Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành? Đúng rồi, khu Tử Cấm Thành chính là nơi dành cho vua chúa sinh hoạt. Nhưng hoàng cung to quá, mình không đi đến nội Tử Cấm Thành. Có buồng điện thoại công cộng nữa kìa ba. Thiệt luôn là nhìn xa mình cứ tưởng nó là cái buồng điện thoại, ai ngờ đâu là xây cái buồng, bên trong là cái tượng. Đây là nơi thờ cúng các vị tiên đế, gọi là Thế Miếu. Ngoài ra nếu các bạn không muốn đi bộ thì có cả xe điện để leo lên. Và đây là cung Diên Thọ, từng là nơi ở của các hoàng thái hậu và các thái hoàng thái hậu. Ở Đại Nội có rất nhiều góc chụp hình đẹp luôn, nhưng mà để không dính người phía sau là một việc cực kỳ khó khăn. Chiếc xe của quan triều đình ngày xưa. Wow. Với quan văn thì họ sẽ chạy tay ga FH và FLS, quan võ là họ sẽ đi xe lộ 66-69. Suy nghĩ có khi nào bây giờ tự nhiên té vô cái hồ cái xuyên không về ngày xưa không ta? Đi chưa hết cái kinh thành mà thấy đau chân rồi. Ý, trong kinh thành cũng có Highland Coffee. Ngày xưa chắc các quan hay vào đây chiêu lắm nè. Ha có xì phần cho kia nó.